Chị Duyên xin trân trọng giới thiệu chiếc ghế Easy Back Zero Gravity của công ty Super Relax. Một chiếc ghế có thể dùng ở nhà để coi TV, đọc sách, thư giãn. Ngoài ra cho những tiệm nail, quý thân chủ có thể dùng chung với bồn nước Mini Lavender để thay thế các ghế pedicure cũ trong các tiệm nail. Đặc biệt với sự kết hợp của Easy Back Zero Gravity và bồn nước di động Portable Mini Lavender, bất cứ một cửa tiệm nào cũng có thể biến thành một nail salon vì không cần tốn kém thêm cho hệ thống nước plumbing. Như vậy sẽ đỡ tốn kém và dễ dàng cho việc di chuyển hoặc remodel lại. Ghế Easy Back Zero Gravity là một sản phẩm tuyệt vời để làm pedicure, manicure, waxing, facial hoặc cắn lông mi già. Tất cả các khách hàng sau khi đã nằm qua ghế này rồi đều cho chúng tôi biết là họ rất mê thích bởi vì nó đem đến cho họ một sự thư giãn toàn diện. Mọi chi tiết xin gọi Super Relax 1-888-333-0532 hoặc website superrelaxusa.com.